mình gầy nguyên cái bến Thượng Hải các bạn ơi. Nè. Đó, bến Thượng Hải. Nè. Nè anh chụp không anh? Ủa này trái cây mà. Trái cây. Nãy giờ tính lâu là gì múc cái gì? Tính được mỗi giờ là lẹ. Thấy rồi. Trái cây mà ngay. Đây là. Này bán là có cho luôn cái tô không chị? Cho luôn phải không? À, cho luôn rồi đem về cái tô có giá trị rồi cho mà ngay cái này không có gì nhiêu. Quá. Chưa có gì cho cũng quay được nữa. Kệ quay đại đi, chứ giờ chắc này hồi tối hù thấy đường quay. Lần đầu tiên đi bến Thượng Hải rồi mà. Lần đầu tiên đi bến Thượng Hải mà ở Phú Tân à. Ở tới Phú Tân. Ở Hồng Kông mới có bến Thượng Hải. Giờ tới Hồng Kông chơi. Đâu phải giờ Hồng Kông mới có bến Thượng Hải đâu. Việt Nam cũng có bến Thượng Hải rồi. Chỗ bán bia cho tới cặp bên luôn kìa. Đó. Bởi Thượng Hải có bán ốc luôn mà. Bán ốc 30k, 50k có đầy đủ à. Đó. Gì? Bán gì hả? Bán đồ nướng, đồ nhậu á, đồ nướng á. Dĩa thịt, dĩa thịt dĩa 1000 nướng sẵn luôn á. Thịt ớt. Thịt gì? Thịt thịt nướng. Nhậu đây được không cưng? Được không? Nhiều khi tao kêu ăn không cho nhậu chết luôn á. Được. Bây giờ đi qua bạn kêu thùng bia lắc xe qua đây. Dạ. Bia lắc xe qua đây coi. Để mày đi kêu để. Giờ giờ thịt nướng hay là đùi gà rán. Không cần qua đó kìa. Nướng mới này mới kia là không có. Hello. Đi luôn. Bên bả bưng tô lát ai bưng tô lát trả tô á. Bưng tô giả tô á. Cái tô lấy về luôn, cái tô này quan trọng nha. Chị ơi, cho em mượn nha, qua bên kia ngồi. Dạ, hồi cho em qua giùm em đi chị ơi. Chị ơi, hai tiền trả tiền. Sao em quên được cái gì vậy? Cái đọc. Chứ như nào? Ở cái bà nít cho để cho nghiêng mẹ đi. Ngồi qua đây ăn coi luôn để nó chạy gì sao. Quay đây mẹ. Là bia đây luôn vậy? Chứ làm nội giờ chục cho chục hay chục không chục gì đi. Heo. Trà sữa dưới đây cũng đại đâu, ngồi là đại đi, chút ra tôi đại đi, không sao đâu. Để cái thao đựng này đâu?
có mấy món hay ở đây kia có mấy món ấy là này này bốn món thôi. Mày tính gọi anh tính gọi bốn món đó món 50.000 thôi rồi. Món này đây chị nào hết đi chị nè chị nào hết đi chị nè chị làm anh món 50 hết đi em bán dĩa 50 em mới được tính. Hả? Bán dĩa là bán sao lộn xộn hay là sao? Không tính dĩa. Gà thì một dĩa 80, này thì 90. Mày thì... dĩa như là dĩa gì mà lớn hay hả? Không có. Không dĩa dĩa tính, sao? Một dĩa ví dụ như một dĩa cánh gà này là 12 miếng, sườn thì cũng 12 miếng. 12 cái. Được. Thì hai dĩa hay? Hai dĩa hơn lộn xộn hay? Ở đây nói chung là quán cũng dễ bán à, nướng món không trên cạnh nha, bên đó bán chè, bên đây bán bia. Chỗ em nó đòi cái nè. Chỗ em nó nói đi ra ngoài bà bao cho tôi. Thập cẩm hả? Thập cẩm. Đầy đủ. Ngon không? Thanh long nè. Có nước luôn, cơ với sữa nè. Này là phải đi cho lên cái tô rồi đỡ. Giá này mới chiều đó bà ơi. Trời ơi, nếu mà chút xíu nữa là dày luôn nha, không ai mà ngồi được luôn nha. Con nó lại nặng đông dữ nha. À, chàng trường không hết luôn. Thấy gì chàng trường không hết. Bị chỗ này mới nổi. Gì? Ngon à? Ngon chè hạt cẩm. Ngon mà này. Ngon. Lần đầu tiên đi bến Thượng Hải các bạn. Nội này đi bến Thượng Hải rồi kêu chợ đêm. Chờ xuống đường đêm mày kêu chợ đêm. Chỗ này bến Thượng Hải chợ đêm rồi giờ nói tốt lại coi đúng chính xác rồi. Quá đồng. Chỗ này. Ở trong chỗ này biết nổi được bao lâu biết. À, trời chơi đi mấy anh em chơi đi. Vô ơi. Chơi mình sợ phí vậy. Chân đá lên hồi dơ ngày. Ê thằng nhỏ. Quay lắm đó con. Hồi nãy đi chưa đóng cống nữa trời. Ê đục. Nước trong vô ra vô bình thường đó gì đó. Nếu mà chưa cống cái này chảy ra đó. Là bữa nãy lớn với chạy. Bình trà sợ. Sợ lấy vô được mà sợ nó không mấy chứ. Sợ nó ra chứ. Đông phải. Nhưng mà nhảy liền liền gì á. Mới cái anh đây xong rồi mất tiêu nó. Cái anh đang giận nó tới đây à. Đi uống nhà năm đâu? Đi chọn chơi. Đây nè, nhà năm. Vậy hai đứa nó giải quyết hết cái tô đó chị. Đào thay cái tô ta chọi. Má nãy về 35 ngàn. Cũng được, đâu có gì đâu. Tô nó 35 ngàn đâu má. Đây mình ăn. Mình ăn xong cái mình được cái loại được cái bởi cái tô rồi. Tô rồi trả người ta đó rồi. Rồi được chén nước thập cẩm vậy, nước nó phải làm ra mới được chứ. Không đúng. Không phải, nước để tới sugar sữa. Nó là phải đơn giản. Sữa thì còn gì đó. Không nước này cái nước này đâu phải là tô này 35 ngàn nói chung là được nè. Được được. 35 ngàn bình thường thôi, 3 ngàn mấy hết á chứ trời. Nó là sữa. Sữa nè. Ê mình chọn mà. Có món gì là lạ đâu không? À, cốm. Mít. Có sầu riêng không? Ủa? Phải có sầu riêng cũng mạng chứ. Cái tô này 35 ngàn mà có sầu riêng. Sầu riêng chắc mạng luôn. Sầu riêng chắc là muốn trộn, muốn đập dụng gì đó, không biết được. Cái mình mua cái tô này nãy giờ thấy mấy đứa nó không mang mà tao mua bò viên chích làm như nó đậu hơn ăn sạch hết trơn. Mua ngay bò viên á nó cầu ăn không đủ luôn. Không phải tô này cũng ngon chứ tính cũng ngon này chứ phải chơi đâu. Tại giỡn rồi, tô này cũng được. Quay nha, nó chạy
vô ra bây giờ quay mình hết đi bến Ninh Hải rồi, bây giờ mình đi bến Thượng Thượng Lưu. Để mình đi bên nãy mình đi Thượng Hải rồi, giờ mình đi Thượng Lưu nha mọi người. Cái nhà đi em đi Thượng Lưu nãy Hải rồi giờ tới Lưu nè. Bến Thượng Lưu là như là nhậu là như con ở bên kia nghe. Sang lâu rồi, sang đi mấy năm rồi, sang nè vô nè. Sang trước rồi. Vô, vô cậu. Hai chưa? Ơi, trời làm nhớ đây sớm tụ hơn của anh kia nha. Mốt rồi, mốt biết bến Thượng Hải không đòi nó như qua trăm ngàn. Ủa nãy chim gì ông ruột? Ủa. Tao mong nướng. Con ấy là con đề bàn kìa. Dạ. Kêu đề bàn kìa luôn. Con gì? Đây, cháu mình đây, cháu mình giờ nó nướng rồi, cháu mình nướng. Con gì? Khô lắm. Dạng đây đây. Cái này đi. Thì ơi, việc cũng được. Bóp quá, bỏ lên đây nướng nè. Nướng sao không? Được rồi. Vậy đem đại đi con đi, thử đi. Cắt khìa, cắt ngọt ngọt. Khìa ngon, ờ khìa ăn hết được sao mấy ốc đầu. Không khìa đi. Khìa bên đây, bên đây khìa, mẹ ông khìa. Ông khìa khìa luôn á. Khìa đi, cuội. Khìa đi, đút đút. Nướng, nướng, nướng vô. Chim còn. Quay, quay video luôn rồi. Bà già ơi chỉnh chết luôn. Cảm ơn rồi. Ai đi? Ê, sao đại xuống đó đi, vợ vợ lên cho nó lấy lên nó lột. Con hai. Bà vợ không đi. Con chăm hai con hai. Không có con thôi. Con thôi. Đổ đổ. Người con hai, người miếng ăn lấy vị thôi. Rồi rồi. Làm hai con đi. Con ơi. Làm chả bán vậy cho hai cái mấy người xào. Lấy cuộc xào với cải đi. Nó muốn ăn con thôi mấy mẹ ăn cơm tao mấy người ta ăn này nè. Ngon rồi. Với cải còn thấy ngon hơn cái đó. Cái nó con cái hai mà. 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 Muốn ăn mà. Vô. Mấy ông mẹ ăn nhiêu? Vô. Vô. Không có thì cái khác đi. Được rồi, cái lẩu nữa làm chi? Nhiêu được còn rồi. Còn lẩu nữa vậy? Còn lẩu nữa, thôi đi. Gân đi rồi. Thôi vậy gân con kia đi. Gân đi. Còn còn lẩu nữa. Quên quên nãy giờ quên còn lẩu. Giờ từ nó một cái lẩu bò, lẩu bò đó. Thì xây xin xuống mọi đặng lúc điện ra cứ làm sẵn mình chạy ngay thì ghé lấy. Để biết ngon. Trời em gái, em gái xinh xinh. Trời ơi, em ghế xinh xinh vô trời, có bá kìa. Dạ nướng thịt nướng nè. Nè thập đậm. Bốc khói, bốc khói nghi ngút luôn. Em tính là chỗ này ngon, bến Thượng Hải. Chứ điện thoại anh cũng quay cái em, mà năm mới quay quá trời. Anh đừng quay em. Em ăn quá trời. Vậy chỉ nói ta đi nhậu bỏ vợ nhà. Nãy lẩu thái mà. Lẩu thái. Ông nội. Lẩu thái. Cá tôm mà kia đó. Không có lẩu thái chứ ơi. Chết rồi. Chưa làm cái vậy? Lẩu bò đi. Để lẩu dê đi. Lẩu dê đi. Lẩu bò chồng hai. Lẩu bò con ấy nè không được nữa. Giờ lẩu dê cũng được. Lẩu dê có mì không? Mì có. Có. Có dê đi cho nó. Lẩu dê. Mà nãy giờ nó nên. Nãy nó nên đi chơi. Chết luôn. Ông đi sao mấy em có chưa? Lẩu dê có hồng gà, chứ mầm tơi. Nãy giờ ông đi lẩu dê em quán. Gà nãy giờ nó nên đi. Quá rồi xong rồi nó kêu nhiêu kêu rồi với mì vậy mì là nó biết bằng mì vậy mì bằng ngày gói mì giấy. Mì giấy. Bến Thượng Hải. Vô bạn ơi, quả gì đang ung người. Đá. Trà đá hả? Đây, đây. Mấy anh em trong nhà nhậu không ba? Chơi. Rồi chín ra bến Thượng Hải rồi, còn hiện giờ về về quán ha. Nè đồ vàng nè khác luôn à. Quá vậy khỏi ghi ngút. Giờ không ấy thì cái này nhắc ra ngoài đi. Nhắc xuống dưới đó kìa. Rồi nữa chín. Xong rồi dán xíu đi. Bỏ ra luôn. Ừ. Chín bỏ ra luôn. Bỏ ra dưới dao á. Ồ, quá khỏi ghi ngút luôn mà. Trời quý. Cái cà hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chạy xe đi đặng mua con. Không có nước lạnh hồi xin giá.
cái này nãy nước chấm đâu ta? Đây nè, đây nè, đây đây nước chấm vào là ờ, nước chấm vào đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ làm xấu một cái nữa nè, chấm vào đúng luôn, đúng đúng bài đi không nó cài đường nữa. Ờ ly của cậu nãy giờ món này món cuối cùng như ta giờ video mình chia sẻ bến Thượng Hải ở Phú Tân cá đô dàm các bạn ơi. Mình nãy mình bọn mình qua bến Thượng Hải chơi rồi bây giờ về quán, về quán mấy anh em cùng nhau làm lai gai một ít nữa nha. Và video mình tới đây cũng tạm dừng các bạn ơi. Nhớ cho mình xin một like và một đăng ký và chia sẻ giúp video mình nha, càng ngày phát triển nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.